Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Amazon Việt Nam. Tôi là Nguyễn Mắc, là người hướng dẫn trực tiếp các bạn quy trình làm dropshipping trên Amazon trong năm 2019. Thì trên đây, trên màn hình đây hiện tại đang là giao diện chính của kênh Amazon Việt Nam. Thì ở trên này tôi thường làm ra tất cả những cái video có nội dung liên quan về dropshipping trên Amazon. Và sắp tới cũng sẽ là nội dung về FBA Private Label của Amazon. Thì tôi sẽ đưa những cái video mà gần như là sát nội dung nhất, gần như là những cái nội dung mà ai cũng sẽ gặp phải trong quá trình làm Amazon. Vì vậy là các bạn nếu mà muốn theo dõi video cũng như là có những khúc mắc, vấn đề gì, các bạn có thể lên trực tiếp kênh Amazon để Amazon Việt Nam để theo dõi và xem những video hướng dẫn của tôi để các bạn có thể tránh những cái rủi ro và có thể rút ngắn được giai đoạn mà các bạn có thể bắt đầu kinh doanh, học tập kinh doanh trên Amazon các bạn nhé. Thì đây là giao diện chính của kênh. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh khi mà vào xem video bằng cách là ấn vào hình nút đăng ký và ấn vào nút quả chuông để nhận những cái video tiếp theo của kênh Amazon Việt Nam nhé. Thì hôm nay tôi cùng các bạn sẽ tìm hiểu về nội dung đó là chúng ta nên cài các công cụ nào để cài đặt, các công cụ nào nên cài để hỗ trợ kinh doanh Amazon một cách dễ dàng nhất. Thì Amazon cho phép chúng ta cài những cái add-on, những cái extension của Chrome để chúng ta có thể xử lý được những cái tình huống hoặc là chúng ta có thể rút ngắn những cái thời gian mà chúng ta có thể làm bán hàng trên Amazon. Thì công cụ đầu tiên mà các bạn nên làm, nên tìm hiểu đầu tiên đó là công cụ Obelo. Obelo thì các bạn có thể lên Google Chrome, các bạn đánh chữ Obelo, Obelo extension đây. Các bạn đánh Obelo extension và các bạn cài cái app on này lên cái Chrome nhé. Obelo extension đây. Đấy, hình dáng của nó như này. Thì cái công cụ Obelo extension này nó để làm gì? Thì nó sẽ công cụ Obelo extension nó sẽ hỗ trợ chúng ta khi mà chúng ta lên trang AliExpress, chúng ta tìm một sản phẩm bất kỳ thì nó sẽ hiện ra được cái sản phẩm này có đang sử dụng gói eBay kit hay không, có gói eBay kit hay không. Nếu mà có gói eBay kit thì nó sẽ hiện ra màu xanh. Đây, nó có chữ eBay kit ở trên đầu này và nó có giá vận chuyển của gói eBay kit này. Ví dụ giá vận chuyển gói eBay kit này là 1.89 đô. Đấy, thì nó sẽ hiện ngay bên góc phải. Và cái processing time, tức là cái thời gian xử lý đơn hàng, cái thời gian xử lý của cái mặt hàng này là trong bao nhiêu ngày, không tính thời gian vận chuyển nhé, là 7 ngày, tức là 7 ngày bắt đầu hàng, cái đơn hàng nếu mình đặt từ ngày đặt thì nó sẽ chuyển hàng đi, bắt đầu chuyển hàng đi sau 7 ngày. Nhưng mà thông thường thì thường sẽ không đến 7 ngày đâu. Đấy, thì cái công cụ Obelo này nó sẽ cho phép chúng ta được nhìn được cái sản phẩm này hiện tại là có được sử dụng, không phải có được sử dụng mà là có sử dụng chế độ vận chuyển eBay kit hay không, để chúng ta có thể kinh doanh trên Amazon hay không. Như các bạn biết thì chúng ta làm dropshipping thì chúng ta phải dựa vào gói vận chuyển eBay kit đúng không ạ? Nếu mà không có eBay kit thì chúng ta không bán được hàng, không chuyển được hàng sang bên nước ngoài, nước Mỹ. Đấy, thì những cái gói nào mà không có eBay kit thì nó sẽ có màu da cam nhé, còn gói nào có eBay kit thì nó sẽ có màu xanh như trên màn hình đây. Thì các bạn cài app on này thì lên thì nó sẽ hiện ra những cái này cho các bạn rất là tiện, để các bạn có thể theo dõi được phí vận chuyển cũng như là giá bao nhiêu tiền, thời gian xử lý. App on thứ hai các bạn nên cài đó là Kipa. Kipa này các bạn có thể lên Kipa cũng là một cái extension của Amazon nhé. Kipa này extension, các bạn lên Google Chrome các bạn gõ, sau đó các bạn cài cái app on này lên trên cái Chrome này. Đây, mọi người có thể lên trên cửa hàng của Chrome trực tuyến, các bạn cài Kipa Amazon Price Checker nhé. Thì cái phần mềm này, cái công cụ app này nó có công dụng gì? Thì nó sẽ cho các bạn biết được một sản phẩm bất kỳ. Các bạn có thể nhìn được này, một sản phẩm bất kỳ, nếu mà các bạn tìm sản phẩm trên hệ thống Amazon thì các bạn có thể tìm, các bạn có thể hiển thị đã được, nó có thể hiển thị cho các bạn được này. Thứ nhất là rank này, rank hiện tại của sản phẩm này đang ở mức bao nhiêu, đã đang ở bao nhiêu này, có bao nhiêu người bán hàng này theo hình thức FBA hay là Amazon bán, margin là bao nhiêu, đang ở trong ngách nào, nó đang ở trong ngách nào, và vị trí thăng xếp hạng của nó là bao nhiêu, cũng như là giá của nó như thế nào, gần như là có tất cả. Và nó cho mình biết được cả lịch sử của sản phẩm đây. Đấy, price history này. Đấy, price history này thì nó cho mình biết cả được cái, đây tôi sẽ ấn vào một sản phẩm bất kỳ nhé. Ví dụ một sản phẩm này thì nó sẽ hiện cho các bạn được vị trí thăng xếp hạng cũng như là thời gian cái sản phẩm này lên kệ, cộng thêm với lại cái lịch sử của sản phẩm này,
mức giá bán trong khoảng từ bao nhiêu, từ tháng nào đến tháng nào. Rồi rank đây. Đây các bạn có thể đi ở đây này, nó ở đây này. Cái ví dụ một cái sản phẩm này thì nó đã bán được 866 ngày thì đây là cái KPI nó hiện ra này. Đấy, cái lịch sử này. Đây là cái lịch sử giá của nó này, nó thay đổi như nào trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 23 tháng 10, nó thay đổi như nào. Đấy, nó thay đổi như nào sẽ hiện hết trên này. Đấy, thì đây là cái phần mềm KPI, thì các bạn lên cài cái phần mềm KPI này thì để anh em mình có thể theo dõi trực tiếp được những cái vị trí thang xếp hạng, rank, keyword, history sản phẩm, giá cũng như là các mã ASI của nó để chúng ta có thể tiện nhất trong quá trình mà chúng ta làm kinh doanh trên Amazon. Cái công cụ thứ ba chúng ta trước kia chúng ta hay cài đó là công cụ Zalli. Zalli là công cụ mà chúng ta để hỗ trợ chúng ta tính giá sản phẩm cũng như là tính lãi trên mỗi đầu sản phẩm. Tuy nhiên thì đến hiện tại thì cái sản phẩm này nó cái app on đấy nó đã bị xóa, nó đã bị chặn rồi, nên là không, gần như là chúng ta không tính được cái sản phẩm và không dùng được cái sản phẩm nữa. Thì chúng ta có thể cái thứ tư mà app on thứ tư chúng ta có thể cài đó là cái AliExpress Download Manager. Đây, AliExpress Image Download Extension. Đây là cái phần là công cụ này, AliExpress Image Download Extension. Thì các bạn cũng có thể lên Google Chrome các bạn ấy nhé, các bạn tải, các bạn cài vào cái Chrome của bạn nhé. Thì cái app on này để làm gì? Cái app on này để các bạn khi mà các bạn lên trên Ali các bạn lấy hàng ấy, ví dụ một sản phẩm bất kỳ tự ấn vào này, thì nó sẽ hiện cái app on này có công dụng là nó sẽ tải tất cả các ảnh xuống cho các bạn. Ví dụ tất cả các ảnh này thì các bạn chỉ cần ấn vào cái hình cái dấu ba chấm này, cái dấu ba chấm mà màu đỏ này, thì lập tức nó sẽ tải xuống hết những cái ảnh này cho các bạn. Tôi sẽ tải thử cho các bạn xem này, ví dụ tôi ấn vào đây nhé, đấy nó sẽ tải xuống cho các bạn như cả tất cả những cái ảnh ở đây, tất cả những cái ảnh mà chúng ta vừa ấn ấy nó sẽ tải xuống cho các bạn. Đấy, nó tải rồi này. Thì công cụ này rất là hữu ích và chúng ta nên cài để khi mà chúng ta kinh doanh trên Amazon chúng ta sẽ rút ngắn những cái thời gian mà tải cái này về, và gần như nó sẽ tải cho mình rất nhanh luôn. Đấy, đây là công cụ thứ ba. Công cụ thứ tư đó là công cụ DS Amazon Quick View. DS Amazon Quick View Extension. Thì cái công cụ này để làm gì? Công cụ này thì chúng ta có thể, nó có thể hiển thị được cái hiệu suất cũng như là nó hiển thị được những cái rank của sản phẩm. Đây các bạn có thể để ý này, đây trên cửa hàng Google Chrome nó cũng giới thiệu luôn, nó cũng giới thiệu luôn cái app on này là cái tại sao, có ý nghĩa gì và nó có thể giúp các bạn giải quyết được những vấn đề gì. Nhưng mà cái app on này thì thường sẽ mất phí. App on này, cái DS Amazon Quick View nó sẽ hiện được cái gì ạ? Nó hiện được cái ngách của sản phẩm và hiện tại cái rank của sản phẩm này nó đang đứng thứ bao nhiêu ở trong cái ngách nào. Một sản phẩm thì nó có thể bán được nhiều ngách, vì vậy thì mỗi một ngách thì rank của nó sẽ khác nhau. Vì vậy thì cái DS Amazon Quick View nó sẽ hiện cho các bạn rank của sản phẩm này hiện tại đang trong ngách, đang là bao nhiêu trong ngách này, ngách kia. Đấy, thì cái phần mềm DS Amazon Quick View này gần như là bị mất phí các bạn ạ. Đây này, đây là Price History này. Tuy nhiên thì cái phần mềm DS Amazon Quick View này phải mất phí nhá. Nó là tức là cái bản cao cấp của nó thì phải có phí thì nó mới hiện ra được cái đây này, biểu đồ chỉ khả dụng trong phiên bản cao cấp thôi. Thì anh em nào nếu muốn làm chuyên nghiệp thì có thể mua phí của nó không quá đắt đâu. Anh em có thể lên tham khảo ở trên trang dslamazonquickview.com nhé. Đấy, thì đây là các app on mà các bạn lên cài khi mà các bạn kinh doanh trên Amazon. Đây là những app on rất là cần thiết, vì vậy nên anh em lên cài để có thể giảm được cái quá trình kinh doanh trên Amazon cũng như là có thể tham khảo xem được giá những cái sản phẩm để rút ngắn thời gian kinh doanh trên Amazon nhé. Thì hy vọng những video này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình kinh doanh. Và nếu mà có thắc mắc gì thì các bạn để lại comment ở dưới video để đội ngũ của kênh Amazon Việt Nam có thể giải đáp cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.